Đâu rồi? Đi, dậy đi tiểu con. Đi. Đi, ra nghiệp không? Sao nằm cả đêm? Có bác đái không? Đi con, đi. Đi dậy nghe. Đi. 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 Đi tiểu nghe. Mới nay sư phụ bận công việc trễ đi con. Đi, đi, đi. Đi. Em, mở cửa đi đái nha. Nhanh lên. Nhanh lên, con bắt đái quá rồi, sư phụ ơi. Lên ông nhẹ bắt một bò bồng xuống thấy không? Đó, thấy chưa? Làm biến rồi. Bây giờ con già rồi, sư phụ ơi, con leo lên đây hết nổi rồi, sư phụ bồng con xuống nghe. Đó, chơi vậy đó. Thấy không? Bây giờ nhũng nhẽo vậy đó, quý vị thấy không? Đi xuống hết nổi rồi. Đi, cả điểm rồi. Đi đi con. Đi đi. Hơi lạnh chút đi con, kệ nghe. Lạnh đi nghe. Đi đi, đi phía đó đi, lẹ đi, lẹ đi. Lẹ đi, lạnh mà. Hôm qua có quý vị hỏi tôi chứ, sao không để trồng cỏ cuốc đất chi uổng chết cỏ. Thưa quý vị là tới mùa hè là chỗ này tôi trồng rau hết á. Hè là tới chỗ này tôi trồng quế với mồng tơi. Quý vị bây giờ hạ tiện đất vì đất nó rất là tốt thưa quý vị. À, chứ để quý vị nói là sao mà tự nhiên đất không để cỏ. À, ngày nào tôi cũng làm 50 cục vậy đó. Là cuốc lên là bầm ra vậy nè. Kệ cuốc dài tới đây luôn. Mà có bữa thì lạnh quá ra làm không được đó. Cuốc dài luôn cái đường này đi vô nè. À, tôi trồng khổ qua, trồng kia là phía sau thì tôi trồng rau thơm với trồng ớt. Trước này trồng quế với trồng mồng tơi, dự trữ hết trơn rồi. Dự trữ hết trơn rồi. Cái mùa này sơ sát hết trơn rồi các vị thấy không? À, nếu mà bà cụ này mà bà khỏe, bà trở về bà ở cái nhà này á, thì sang năm tôi mượn đất thì tôi trồng luôn. Còn nếu mà bà không khỏe mà bà có bán ở nhà này thì mình cũng đâu có trồng được. Nhưng mà của người ta mà. Còn cái đường này á, là cái đường đường đi để ruổi có trái có gì người ta vô người ta cứu quả đó. Vô trong đó thì nó bít đường. Nhưng mà được trồng nhưng mà dường như nó bị sỏi đá dưới này nhiều lắm. Cho nên không biết là tôi đào nổi hay không. Quý vị thấy không đó. Đất ở đây rất là tốt thưa quý vị. Nè các vị thấy không, cây cột lâu năm á, họ đi kiểm tra, ngành điện lực họ kiểm tra, họ làm là các vị thấy kỹ ghê không? Thấy không? Đó, thấy cây cột không? Đó, thấy chưa? Các vị thấy không? À, mỗi tháng họ đi họ kiểm tra đàng hoàng đó, thấy cột ở dưới này nó có vẻ mục là họ làm rất kỹ, thấy các vị thấy không? Đó, họ bó cái cột coi đó, có số cái này kia. Rồi chưa? Nhỏ tiêu tiểu xong chưa? Lạnh quá mụ ơi, lạnh quá, giò con lạnh quá mà đâu có nhớ đâu. Hiểu không, tại nhỏ đâu có nhớ được đâu, đâu có đâu vớ. Lạnh quá chạy lung tung. Nay có cái lục lạc rồi đó, mấy cô cho cái lục lạc đó. Đeo nó kêu lưng teo lên ken rồi đó. Nay con có lục lạc rồi, lục lạc con được cẩn nữa đó. Bây giờ làm biến leo lên là các vị thấy chưa, bây giờ bắt đầu hơi làm biến rồi đó. À đó, nó khôn đó, nó leo từ từ vậy đó con. Ừ đúng rồi đó, rồi tới đây cái hết muốn leo rồi. Bây giờ bồng à ờ thôi ráng leo đi con, ráng leo đó. Giỏi quá trời ơi, nhỏ vậy mà không cưng sao được, phải không? Không cần cả trong được sư phụ ơi, con cảm ơn sư phụ. Vô đây, vô, sao ta dục quá đi, vô, đi, vô, hãy dục đi, đi,
Thế Vũ, Vũ ơi, Vũ, ráng đi, đừng sống thêm vài năm nữa con. Đi, Vũ, Vũ mày lên, Vũ, 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 đi, Vũ, Vũ, Vũ mày lên, rung rồi lên, rung rồi. Vũ sexy, Vũ, Vũ ơi, Vũ, 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 nè, Vũ, Vũ, Vũ nè, bắt trước thầy Vũ nè, Vũ, đi, Vũ, 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 Vũ lên, Vũ, nó, đó, bắt theo, nó cũng lấy giò, nó bắt trước, nó nhảy, thấy không? Cưng lắm á, chứ bộ à, ha. Nghe không? Vũ bắt đi, Vũ, Vũ ơi, Vũ, Vũ, nhảy lên, nhảy lên, lấy cái giò nhảy cho sư phụ ơi nè, nhảy, 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 đi, nhảy lên. Nó già rồi đó, chứ mà nó không già chắc dễ thương nữa đó. Già có khi nó mệt mỏi quý vị ơi. Hơi lạnh quá ha con, hơi lạnh quá, đi vô con, đi vô, đi vô. Rồi thôi, bỏ nó ngoài thì có làm sao nha. Bỏ nó ngoài này nha, bỏ nó này thì cho nó làm sao. Bỏ nó đi. Bỏ nó từ cái non xà thảo nha. Bỏ nó, bỏ nó. Tôi vừa bỏ con rồi, nó đi vô con, đâu có bỏ con đâu, rồi đi vô đi đánh răng nha, rồi đi theo sư phụ bồng đi đánh răng nha. Đi đánh răng sư phụ ơi, để bữa nay chủ nhật rồi ai có bồng con cái ta chê con suối sư phụ ơi. Đó, bây giờ đi đánh răng, mắc nở, mắc nở hả, phải đo đi đánh răng, thay đồ, thấy không? Bây giờ con đứng đây nghe, sư phụ dẹp son, dẹp nồi xong rồi sư phụ nó răng nghe. Đó. Chờ một chút đi. Sư phụ dẹp son, dẹp nồi cái đã. Đó, thấy không? Có mình con á. Cưng vậy đó. Chào sư phụ dẹp xong dẹp nồi nghe. Rồi. Chào sư phụ dẹp cái. Rồi đứng ra. Một mình. Trời lạnh, lạnh quá. Lạnh quá quý vị ơi. Trời nghe. Trời sư phụ dẹp son dẹp nồi. Đến răng. Kinh lắm á chứ bộ à. Nói chị chứ không có bỏ con đâu. Nhớ không? Chứ đâu có bỏ đâu. Cục cưng mà. Đầu tiên thì hơi khó chịu, nhưng mà rồi cũng là niềm an ủi ha con ha. Các con thì tối sư phụ ngủ sư phụ cũng vui vui. Lâu lâu nghe cái tiếng động sủa cũng hay. Hay không? Chờ một thuốc. Chờ một phút là đánh răng. Phải đánh răng mới dính răng vô cái tàu của sư phụ. Rồi để bật nước nóng lên cái đã ngang. Chờ nước nóng ngang. Đó. Đầu ngày của con đây. Đầu ngày con nhỏ đó quý vị thấy không? Đủ đầu ngày vậy đó. Ở đâu mà thấy không? Vậy thấy.
thấy ở đâu rồi, thấy cái gì đâu rồi đó, ở phải đó, thấy chưa, nó đang càng nhỏ đó, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Nó đâu rồi, chó nó đâu tiêu mắt tôi không thấy đường nữa. Không thấy đường nữa nè. Đó, cái gì coi em đánh răng nè nha. Cái gì coi em đánh răng nè, em đánh răng nè. Hả miệng ra đánh răng con. Đó. Hả miệng ra. Nóng chưa? Rồi, em nóng rồi. Hả miệng ra, đó, em ngoan không? Cái gì thấy không? Em ngoan không? Rồi. Thấy không? Em ngoan không? Thấy em ngoan không? Các vị thấy chưa? Thấy công ngoan không quý cô, mấy chú? Con đâu có làm cho sư phụ con buồn đâu. Yeah. Vô mũi á con. Vô lỗ mũi rồi. Sư phụ làm nước vô lỗ mũi con rồi. Sư phụ ơi, vô lỗ mũi con, sư phụ ơi. Sư phụ ơi, vô lỗ mũi con. Rồi. Bây giờ mới rửa tay. Rồi bây giờ chuẩn bị thay đồ nha. Thay đồ nha. Vô lỗ mũi con rồi, sư phụ ơi. Vô lỗ mũi con rồi, sư phụ làm nước vô lỗ mũi con rồi. Anh con hen. Rồi. Bây giờ vô thay đồ, thấy chưa? Thấy nhỏ ngoan không? Bây giờ bữa nay là nhỏ có đồ xịn luôn nè. Đó. Bữa nay mấy cô mới gửi cho quần áo nè. Bữa nay cho nhỏ coi như là mặc đồ tốt nha. Thấy không? Các chị thấy chưa? Đó. Có dây chuyền nè. Đó. Dây chuyền nó keng, nó keng, nó keng vậy đó. Các chị thấy, thấy sướng không? Đó. Làm chó Mỹ cũng sướng không? Thấy không? Kìa giờ mới kìa. Nè. Có dây chuyền nó keng nè. Thấy chưa? Các chị thấy chưa? Cẩn, cẩn hộp xoàn nữa nè. Thấy không? Cẩn bao nhiêu hộp xoàn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hộp xoàn. Nghe không? Rồi, bây giờ thay quần áo con ơi. Bữa nay thay quần áo sang vậy đó. Sang vậy đó sư phụ á. Vậy đó quần áo đẹp con mới chịu mặc sư phụ ơi. Quần áo xấu là con không chịu mặc đâu nghe. Con bây giờ phải mặc xịn mới được. Con là tiểu thư đầy cát hồi xưa mà sư phụ. Con là tiểu thư đầy cát hồi xưa mà. À, sư phụ ơi, từ từ. Con là tiểu thơ đầy cát mà, thấy không? Giờ bữa nay con đi học sòn rồi nè, thấy chưa? Nay học sòn rồi nè, thấy không? Con là tiểu thơ đầy cát nè. Bây giờ con mặc cái gì đây? Mặc màu nào? Bây giờ coi cái màu nào vừa đây. Cái này là màu đỏ. Thôi, bữa nay chơi mặc áo đầm đi. Bữa nay cho con mặc áo đầm đi, ha. Bữa nay con mặc áo đầm cho đẹp. Bữa nay ngỡ áo đầm nghe không? Rồi. Bữa nay con mặc áo đầm, con nhớ nhẫn mới được sư phụ ơi. Đó. Bữa nay con mặc áo đầm. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp sư phụ ơi. Đó, rồi nằm giả luôn đi, nằm giả đi. Nằm giả luôn kìa đó, nằm giả luôn đó. Nó áo đầm, từ từ. Ràng vô. Ràng vô. Đó, bên đây có mặc áo đầm. Sư phụ ơi, mọi người ơi. Đó, bên đây có mặc áo đầm. Bên đây áo đầm. Cái gì coi nè. Từ từ. Đó, nó đẹp không? Đó. Nhảy coi, múa, 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 múa cho mọi người coi. Múa. Bữa nay nhỏ áo đầm. Đó, múa coi. Múa, đó, múa, đó, múa, múa mấy lần. Tưng, 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 tưng. Múa, 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 múa. Đây.
Bên đây có bảo đầm, thấy không mọi người? Bên đây là con với con là bữa nay con lên hương luôn rồi. Bữa nay con trẻ trở lại rồi, sư phụ ơi. Nên mà áo đậm rồi. Phải rồi. Đâu rồi. Bữa nay đâu rồi. Bữa nay bảo đầm phụng xe rồi. Đi không? Đẹp không? Rồi bây giờ quên nữa chứ, còn xịt lông nữa con. Xịt lông nữa, con mua xuống xịt lông cho con nè. Trời ơi, sao mấy cô cưng vậy thôi chứ nè. Mua xịt lông nữa. Xịt cho nó thơm đó ông nha. Xịt cho nó thơm lông. Mấy cái áo này coi như dục rồi đó, coi như là chê rồi đó, không mặc nữa đâu, biết lắm mà. Xịt cho nó thơm lông ha. Đó. Dở đầm lên, dở váy lên. Để ra, xịt cho thơm lông. Đó, xịt cho thơm lông nha. Rồi. Xịn quá sư phụ ơi, phải từ từ, cái gì mà mắc cỡ, áo đầm đẹp mà mắc cỡ cái gì, bữa nay sẽ giặt cái này cho con nữa nè, cứ tuần là giặt cái chỗ ngủ đồ đó, mắc nợ nó vậy đó, nè ôm em ngủ đi. Cái chứ giờ đừng ngủ gì nữa, mình ngủ đó, mắc nợ vậy đó, xài đồ sang không vậy đó, thấy không, đồ xịt cho thơm lon quá trời luôn nè đó. Cô cưng thì thôi chứ, cưng quá trời cưng luôn, mấy cô cưng con mà sức hồ ganh tị luôn á, hè, nghe không đó. Bây giờ quần áo cũ là không chịu mặc rồi đó, cái đó rồi. Áo này sao, áo này đâm dục hay làm sao? Công trình sư phụ má cho con nè, thấy không? Mà giờ là không chê không mặc mấy cái đồ cũ rồi, mà đồ mới vậy nè, trời ơi! Coi á, già mà xí xọn á trời! Đi già là mà xí xọn áo đầm, trời ơi! Nha, giờ đồ cũ không mặc, bỏ vô. Chơi vậy đó hả? Cái con giờ không có mặc đồ cũ sư phụ ơi, con mặc đồ mới hả? Con thấy không, con có phước không đó, con ở nhà bên bà cụ thì bà vẫn nuôi con, nhưng mà con qua tới cái cửa đạo cái là con có phước hay không, chứ bà thì đâu có may áo cho con đâu. Bà cưng mà nịnh nịu con thì có, chứ bà đâu có may áo cho con. Nhưng mà qua bên đây thì được cái này mắc cái kia sư phụ ơi. Bữa nay sư phụ không có cho con ăn thịt à. Sư phụ không có cho con ăn thịt. Con ở bên nhà chủ con được ăn thịt. Mặc được cái này mặc cái kia. Nên qua bên đây được mặc áo đẹp, được bán răng hàng ngày, được uống cà phê, được đi chơi, được đeo dây chuyền nè. Bữa nay dây chuyền lóng lánh nè, nghe không? Thấy không? Thôi, giờ đi chơi, áo đầm đẹp nó chạy ra chơi đi. Nằm chi, nằm cả điên rồi hồi. Áo đầm đẹp đi ra phe cho mọi người, biểu diễn cho mọi người coi nè, đi. Đi ha, đi biểu diễn cho mọi người coi ha. Áo đẹp rồi, áo đầm đẹp rồi, đi biểu diễn cho mọi người coi. Áo đầm đẹp rồi, chạy ra biểu diễn cho mọi người coi. Chú phụ có đi ra cho em mèo con ăn nữa nè. Đó, bởi vì mắc nợ con chó mèo gì đâu hồi đời kiếp nào đó sư phụ ơi, sư phụ mắc nợ tụi con hả con, thì sư phụ trả đi, sư phụ đừng có than gian chi hết á, thấy không đó. Rồi chạy vòng vòng chơi đi con, đó chạy vòng chơi đi, đó chạy vòng vòng chơi
đó, đó áo đầm đẹp không? Thôi à, áo đầm này, áo đầm phùng xè, phùng xè đó, để sư phụ đi cho mèo ăn nghe. Sư phụ bố thí cho mèo nữa đó, con thấy không? Đó, đi. Em mèo con là đâu có được ở trong nhà như con đâu. Mèo ơi, mẹ con ngươi ra đây, tao cho ngươi ăn nè. Mèo ơi mèo, mèo ơi mèo, tao cho tụi con ăn nha. Mèo ơi, mèo ơi mèo, tao bố thí thức ăn cho tụi con ăn nha. Mặn mam hết giúp mèo nghe không? Rồi, tao lấy nước cho tụi con uống. Tội nghiệp. Nói chung ở dưới hầm là tội không các chị thấy không? Đó, mà nó đâu được cái phước như chó đâu. Chó vậy chứ nó có phước hơn con mèo. Nó đâu có được vô nhà. Con thấy không? Con thấy không? Em mèo con đâu có được vô nhà đâu, con thấy chưa? Con thấy không? Con có phước mẹ thấy không? Để cái bộ lấy nước cho em mèo con đi nghe. Thấy chưa, em mèo con á, uống nước cung tên, chứ đâu có được uống nước suối như con đâu. Thấy chưa, giữa con với em mèo con, mẹ mèo con thua con thấy không? Đâu có được ở nhà, đâu có được mặc đồ đẹp như con đâu. Thấy không? Thấy vậy thấy con không? Rồi, vũ đi, vũ cho mấy cô coi cho con, vũ mua lên, mua, từng mua. Mua cho mấy cô coi, mua, dở lên, đây, dở lên cho sư phụ này, dở lên, mua, đó, lại lên, mua, mua mạnh lên, đây, lạnh quá, mua không nổi, he con he, lạnh quá, mua không nổi, sư phụ ơi, coi nè, đẹp quá không, mấy mà áo đầm ngon lành không, mà áo đầm phùng cái lô đất luôn, nghe không? Áo đầm không xè luôn, đẹp quá nè, nè cái nè, giờ đeo kim cương rồi, kim cương rồi, mua đi mua đi con, thể dục đi con, thể dục đang sống thêm vài năm nữa con, đi, mua. Thấy không? Hỏi đứa tiểu nữa không? Đứa tiểu nữa đang đang đi vô nhà, chứ giờ tới trưa là chủ nhật ra sư phụ bạn đi không? Đi không? Không đi ha, đi rồi không đi nữa ha. Không đi thì vô. Không đi thì đi vô. Đi vô con. Đi vô. Rồi, đi vô. Đó, quần áo vậy đó. Đi vô. À, tội nghiệp không?